ước mơ không nhiều, mong niềm vui mẹ đến phương trời xa. Ai đi trong xa lạnh chẳng chuyện người đàn áo, một vầng trăng sẽ bóng chia đôi, áo đang chưa rồi lỡ mưa đông về xa lạnh người đi. Mỗi mùa đông đêm từng cơn gió xếp xuống vai gầy, những ai âm thầm còn đầy nhung nhớ viết lên thành thơ. Trong tâm tư áo xếp bằng những dòng lệ yêu sâu, ngồi đằng mộng từng đông. Mùa đông ai đang áo gửi đi, mùa đông. Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Trước mắt quý vị đây là đôi loa cổ khủng của hãng Natonan nha quý vị. Đây là một đôi loa nói chung là khá hiếm và rất là độc dị lạ nha. Lò kiểu dáng rất là độc lạ nha quý vị. Có một cái chép kèn 6 lỗ, kèn là kèn gan nha quý vị, gan đúc. Và cái hộp này là bằng kim loại, bằng kim loại nha, nguyên một cái thùng kim loại ở trên. Và phía bên trong thùng là hai bát 20cm. Đây là loa Natonan WS 3200. Lát nữa em sẽ tháo lưới cho quý vị xem bên trong vào cuối chương trình nha. Kiểu dáng rất là độc lạ nha quý vị, độc gì lạ. Cái loa này có chép kèn cho ra cái tiếng chép cực kỳ hay quý vị. Kèn gan đúc và cái hộp nhôm rất là lợi hại nha. Để em đo kích thước cho quý vị nha. Cái kèn này nó có cái chiều ngang khoảng 28cm. Loa thì chiều sâu nó là 30, chiều cao là 88 nha quý vị, chiều ngang là 36cm, rất đẹp nha quý vị, có lưới rất đẹp. Những đôi loa này thì tại Việt Nam thì nói chung cũng chưa thấy ai bán nha quý vị, mà nó đẹp như vậy nha, đầy đủ lưới. Đây quý vị, củ kèn nè quý vị nè, nó đóng như cái logo ha, cực kỳ to, củ kèn rất to nha, khoảng tấc á. Cái kèn này không mà quý vị tháo ra bán không cũng muốn gần bằng tiền cái lo luôn. Rất đẹp nha. Thì cũng báo luôn, cái đôi loa này á nó màu trắng nha quý vị, nó rất là dơ, về nó đóng nhìn thấy ghê lắm quý vị ơi, nó dính đen, nó dính dơ đó. Thì bên em cũng xin nói luôn nha, em sơn luôn, thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên nha quý vị. Đó là một cái câu nói chung rất là đúng. Cái đồ chúng ta về trưng bày trong nhà quý vị, trưng bày trong nhà thì nó đẹp, nhìn nó sướng mắt hơn là về nó bị dính lem lúa rồi nó dính đen vào, nhìn thì nó không thích mắt lắm. Cái này em sơn đẹp lắm lắm luôn quý vị, em thuê thợ chuyên nghiệp sơn luôn, cực kỳ đẹp luôn nha. Thì về quý vị trưng bày khỏi chê luôn, đẹp độc gì lạ. Đây là một dòng loa cổ của Nhật, củ kèn rất là to quý vị,
củ càng rất to, càng gần đúc ha, hồng quách góc cạnh, vuông thành sắc cạnh, nguyên zin. Bây giờ em tháo lưới cho quý vị xem nha. Đây nha, lưới của nó là kim loại hết nha quý vị. Đây quý vị, bên trong của nó đây quý vị, thành ngàn nha. Thật sự ra tháo lưới ra nhìn cũng gấu nữa quý vị. Tháo ra nhìn cũng đẹp luôn. Để lưới vào nhìn cũng đẹp, mà tháo ra nhìn cũng đẹp. 2 bass 20 cm. Cái này là, để em xem à. Cái này là gân vải tẩm dầu nha quý vị. Rất đẹp ha, đôi loa rất đẹp, độc lạ. Thì đôi loa này bên em bán ra với giá 7.400.000 đồng nha quý vị. Quý vị có thể hát karaoke, nghe nhạc rất là hay. Đôi này hát karaoke lời ca tuyệt vời luôn quý vị, rất hay. Và cái tiếng kèn thì quý vị biết rồi, tiếng thở là nghe được, tiếng thở côn trùng cô chừng nghe luôn. Cái kèn này nó lợi hại lắm quý vị, đặc biệt là những bài nhạc mà lời nhiều quý vị nghe tiếng thở luôn. Rất đẹp ha, bộ loa trưng bày tuyệt vời, 7.400.000 đồng thôi quý vị. Thì hôm nay tiếp tục về một con giải mã đài nông DMD 800, nhưng mà con này cái màn hình của nó bị mờ nha quý vị. Đây giống vậy nè, vẫn hiển thị tốt bình thường, hoạt động hoàn hảo 100%, nhưng mà chỉ có cái đèn nó mờ thôi. Con này thì em bán chỉ bán 2.4 triệu cho quý vị thôi. Quý vị về sửa hay là xài gì cũng được ha quý vị. Nói chung em không có sửa, cho nên là em bán cho quý vị giá 2.4 triệu luôn. Con này thì giá thị trường nó trên 3 triệu, thì em bán 2.4 triệu thôi. Quý vị về làm gì cũng được nha. Nói chung hoạt động hoàn hảo nha quý vị. Dòng này thì nó ra mã rất là hay quý vị. Đài nông này đẹp xuất sắc luôn, chỉ có cái màn hình mờ thôi, giá 2.4 triệu thôi, một cho một con giải mã của Nhật mà thương hiệu hàng đài nông, mặt bằng chanh luôn, giá rất là mềm, rất là ok nha quý vị. Hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, loa nguyên zin nha quý vị, hoạt động hoàn hảo. Thì tình trạng em đã có báo hết rồi, quý vị vui lòng xem kỹ lại clip rồi hãy liên hệ với em nha. Rồi em xin cảm ơn.